Ví dụ, tức là một số danh từ, cái danh từ đấy thì có hai hình thức rất nhiều và coi chừng có nghĩa khác nhau để kèm. Ví dụ những từ này để kèm có thể hình dung được và để nghiên cứu. Plot chẳng hạn. Nếu một plot thêm s vào đấy, có nghĩa là pieces of plot. Mà pieces là một phần, một miếng đấy. Plot là có nghĩa là những miếng vải. Còn plot có es đằng sau đấy kèm, có nghĩa là garment, có nghĩa là quần áo nói chung. Đấy, kèm thấy nhá. Một từ đó phải cẩn thận nhé. Thêm s vào có nghĩa là những miếng vải thôi. Mẹ tôi chắp những miếng vải lại là làm cái chăn cho tôi chẳng hạn, ví dụ thế. Còn clothes thêm es đằng sau có nghĩa là quần áo. Như thế thì các em nắm được điều đó để mà học. Và học từng từ một các em nhé. Vậy là những từ để các em gom vải. Hoặc chữ die chẳng hạn. Die thêm es đằng sau có nghĩa là stamp for coining. Stamp for coining, tức là khuôn đúc tiền đó các em. Stamp là khuôn mẫu. Stamp các em đều nghĩa là stamp là cái con tem đúng không? Mà đó là cái khuôn for coining cho những đồng tiền xu, tức là khuôn đúc tiền. Và thành chữ die sau đó các em, small skill for game, skill cái khối nhỏ để cho trò chơi, tức là quân xúc xắc. Dice, đó là các em. Như vậy đấy là những cái mà phải cẩn thận. Hoặc là chữ penny chẳng hạn. Penny, penny y dài đổi thành y ngắn thì biết đằng sau này. Penny thì penny mà làm như vậy, penny pieces là những đồng penny, những đồng xu đó các em. Còn chữ pen đằng sau có nghĩa là collect six pen, có nghĩa là một đồng sáu xu. Đấy, những cái đó thì các em xem cẩn thận lại để rồi ta có thể trong kỳ thi ta nó đưa cho mình thì mình phải nhớ nhớ nhé. Nhiều cái danh từ, một số danh từ có hai hình thức số nhiều, mỗi một cái có một cái nghĩa riêng. Đấy, trong quá trình các bài sau mà khi tổng quát lại để cho các em đưa ra bài thi, thầy sẽ nhấn mạnh lại những phần này và những cái phần đặc điểm, những phần để mà riêng biệt cho từng phần một để các em có cái hệ thống lại để làm bài thi tốt. Nhưng đây là những cái mà thầy đưa ra để chúng ta ôn luyện nắm cái cơ bản tổng quát và nó có những phần như thế. Vậy ta qua phần kế tiếp kìa nhé. Phần số 13 thì muốn nói nouns which have a different meaning in the plural. Những danh từ mà nó có a different meaning, nghĩa khác nhau trong số nhiều. Đấy, danh từ thường có nghĩa khác nhau trong số nhiều của nó kìa. Thí dụ chữ advice. Advice mà số ít thì kèm có nghĩa là lời khuyên. Nó là instruction. Có nghĩa là lời khuyên. Một advice thêm es đằng sau có nghĩa là information hay là new. Có nghĩa là thông tin hay là tin tức. Đấy các em, cẩn thận nhớ các em. Đấy. Đó là tin tức, advices, tin tức. Advice. Rồi cái thứ hai, e, chữ e đấy các em. Nếu chữ e mà bình thường không có s gì ấy, có nghĩa là atmosphere, có nghĩa là không khí mà mình hay dùng. Nhưng mà e có s đằng sau, tức là barometer, tức là điệu bộ đấy các em. Điệu bộ thêm s vào. Đấy, nhớ các em phải cẩn thận với chữ này. Hoặc kế tiếp là gì? Chữ force chẳng hạn. Mình hay thường nói force, tức là xoang đấy, là sức mạnh. Sức mạnh. Còn forces, tức là army, có nghĩa là quân đội. Đấy, thêm s vào nghĩa hoàn toàn khác, nghĩa là quân đội. Nhớ các em. Và chữ physics. Đấy, physics không có s đấy, có nghĩa là medicine, có nghĩa là thuốc uống. Còn chữ physics có s đằng sau, tức là natural science, là cái môn học khoa tự nhiên, có nghĩa là môn vật lý, là môn khoa học, là môn vật lý. Hoặc chữ work chẳng hạn là nghĩa là labor, có nghĩa là công việc, là sức lao động, công việc. Còn works thì có ms đằng sau, có nghĩa là factory, nghĩa là nhà máy hoặc nhà xưởng. Đấy, những từ này các em phải lưu ý vào để mình xem xét cẩn thận nhé. Và chỉ cách để tốt nhất là gì nào, là các em ghi chú vào để học. Không có cách nào khác là các em phải ghi chú vào để học thì mới được. Đó là các em khi đụng vào đó, thí dụ đầu tiên advice chẳng hạn, các em hay gặp lắm thì là lời khuyên thôi, mà thêm s vào thì nó thành tin tức. Đấy, và những cái từ ở trên bảng thầy đưa các em thì em cẩn thận vào để trong quá trình làm bài thi kỳ tới, trong quá trình các bài huấn luyện, thầy cũng lồng cái này vào cho các em. Tới đó thầy sẽ nhắc lại cho các em và nhiều từ nữa để chúng ta có thể nắm được. Là như vậy nhé. Như vậy các em nhìn tổng quát và có những cái như thế để ta định lượng, ta phân biệt cho cụ thể. Đó là phần số 13. Những danh từ mà có nghĩa khác nhau ở hình thức số nhiều
mặc dù rất nhiều mà có hình thức nghĩa khác nhau, nghĩa khác với những từ suy. Vâng, các em, ta bắt đầu qua phần kế tiếp. Phần số 14 là gì đấy các em? Là now we have two or more different meanings in the plural. Nghĩa là những danh từ mà nó có hai hoặc là nhiều nghĩa khác nhau ở trong số nhiều. Cũng thế, hai hoặc nhiều nghĩa khác nhau ở trong số nhiều. Ví dụ, chữ đầu tiên, customs. Cái từ nghĩa đầu tiên của nó có nghĩa là habit, có nghĩa là phong tục, tập quán đấy kèm, customs. Và nghĩa thứ hai là taxes on import, là thuế nhập cảng. Thuế mà nhập vô nhà, vô trong nước là lấy thuế, customs. Thế là, như vậy, cái từ đó nó có hai hoặc nhiều nghĩa nữa, thì kèm phải cẩn thận, và phải ghi chú luôn cả hai nghĩa của nó, để trong từng tình huống ta cho vào câu, hoặc ta lý giải cái câu đó nói hoặc cái bài học đó. Nhớ các em, và chữ custom là một này các em, và chữ là đẹp. Thế đằng sau là các em, tức là symbol in writing, là biểu tượng của chữ viết, có nghĩa là chữ viết, letter. Hoặc là cái thứ hai là gì? Literary culture, văn học, nghệ thuật, letter. Lúc đó các em nhiều em sẽ học là bức thư chẳng hạn, thì cũng được. Đó là các em, các bức thư thì cũng nghĩa như thế, mà tùy cái nghĩa của nó vào, mà ta cho vào. Có thể nghĩa là văn học, có thể là chữ viết, có thể là những bức thư chẳng hạn. Đó là các em, hoặc từ spirits, chú nhiều chẳng hạn. Đấy. Thì ví dụ là chú nhiều thứ nhất như là soul hay là ghost, có nghĩa là linh hồn, chứ soul đấy các em, souls, linh hồn, hoặc ghost có nghĩa là ma quỷ, cái từ đó. Hoặc nghĩa thứ hai là state of mind, có nghĩa là tinh thần. Hoặc nghĩa thứ ba là gì? Powerful là cô, rộ mạnh. Đấy. Vậy khi những từ này mà đưa ra đấy các em, thì các em phải nhớ là có những cái nghĩa như thế.